Xin chào tất cả anh em. Trong cái Facebook của Linh ấy, thì Linh mới nhận được một cái câu hỏi của một bạn đã gửi đến cho Linh và hỏi rằng là làm thế nào ấy để mà chúng ta không có quan tâm vào những cái suy nghĩ hay là lời nhận xét của người khác dành cho bản thân mình. Bởi vì có rất nhiều người bị rơi vào cái tình trạng đó là gì? Là khi một ai cứ sợ rằng là người ta sẽ nói cái này, người ta quan tâm về kia, người ta nghĩ thế này về mình, nghĩ thế kia về mình. Thì Linh muốn hỏi với tất cả chúng ta một cái câu như thế này: chúng ta đang sống cuộc đời của người khác hay sống cuộc đời của chính chúng ta? Và câu hỏi thứ hai đó là nếu hôm nay là ngày cuối cùng để sống thì bạn sẽ làm gì, và bạn có quan tâm tới những lời nói của người khác hay không? Và Linh muốn chia sẻ với các bạn về một cái câu chuyện, đó là cách đây 3 năm về trước, khi mà mẹ của Linh vào trong thành phố Hồ Chí Minh để chữa bệnh ấy, thì khi đó là Linh đưa mẹ mình vào đây. Và Linh hiểu một điều rằng 80% cái nguyên nhân của căn bệnh nó đều đến từ cái tâm trí của chúng ta, và 20% thì đến từ cái dinh dưỡng và cái việc luyện tập thể dục thể thao. Thì cái đầu tiên mà Linh muốn giải quyết với người mẹ của mình đó là về vấn đề về tâm trí đã. Linh nghĩ rằng là mẹ Linh đang có một cái gì đó áp lực vào cái tâm trí của mình. Và sau đó Linh có một cái bài nói chuyện, một cái cuộc nói chuyện với người mẹ của mình đó, và sau đó giúp cho mình giải quyết về vấn đề tâm lý. Và Linh biết rằng một cái tâm lý của người phụ nữ đó là rất thích làm đẹp, rất thích được chăm sóc cho bản thân mình, biến mình trở nên nó trẻ hơn, đẹp hơn và được ăn mặc đẹp hơn. Thì sau đó Linh nhờ người vợ của mình đó, đó là đưa mẹ mình đi shopping, rồi sau đó là chăm sóc da, rồi làm make up, làm cho mẹ của mình đẹp lên đó. Thì khi mà mẹ mình bắt đầu đẹp lên và bắt đầu Linh mua cho mẹ một cái chiếc điện thoại iPhone để mẹ bắt đầu chụp hình, rồi livestream, tức là bắt đầu có cái cuộc sống gọi là vui hơn, thoải mái hơn đấy. Thì bắt đầu mẹ Linh đó bắt đầu làm tóc lại này, để ăn mặc đẹp hơn này, rồi biết trang điểm và chăm sóc da đẹp hơn. Thì sau đó là mẹ Linh có up lên trên Facebook, rồi livestream để chia sẻ. Rồi sau đó Linh có đưa mẹ đi du lịch nữa. Thì sau đó thì khi mà mẹ Linh hết bệnh và sau đó quay trở về quê đấy, thì bắt đầu những cái người hàng xóm hoặc là bên mẹ của Linh đấy là gần chết rồi mà còn điệu, rồi da rồi mà còn điệu, tức là họ nói những cái lời nói nó không hay một chút nào hết. Thì mẹ của Linh bắt đầu là không có chụp hình nữa, không có livestream nữa, không có chia sẻ trên Facebook nữa, và mẹ Linh là sợ những cái lời nói của những người khác. Và sau đó thì lúc mà Linh đưa mẹ vào để đi du lịch Dubai đấy, thì Linh có nói với mẹ là tại sao bây giờ mày không có chụp hình hay là livestream hay là không có làm đẹp nữa đấy. Thì mẹ của Linh mới nói rằng là mẹ về bắt đầu bị hàng xóm rồi những người thân đấy họ nói về những cái lời đó không hay lắm, nên là rất là nhức đầu. Thì Linh mới hỏi nói chuyện với mẹ của Linh về một cái điều như thế này: mẹ là người đã nuôi con từ nhỏ đến lớn, mẹ biết là từ khi mà con vào thì cuộc sinh con cũng có nhiều giai đoạn gặp rất nhiều khó khăn, và mẹ biết rằng là cái lời nói của người khác nói về con cũng không phải là ý của chúng ta hết. Hàng xóm nói, rồi bạn bè nói, rồi xã hội nói, nhưng mẹ thấy rằng là có bao giờ con quan tâm về những điều đó không? Bởi vì mẹ phải hiểu rằng là mình đang sống cuộc đời của mình hay là sống cuộc đời của người khác, đúng không? Và mẹ thấy rằng á, nếu mà mẹ sống vì những cái lời nói của người khác ấy, thì con muốn hỏi mẹ là ai đã cho mẹ tiền để chữa bệnh? Ai đã cho mẹ tiền để mua thuốc? Ai đã lo tiền để chăm sóc sức khỏe cho mẹ? Thì mẹ của Linh đã rằng là con không ai cả. Vậy thì con là có phải là cái việc mà để giúp mẹ hết bệnh ấy là có duy nhất mình con mà. Con nói điều này không phải là để công kể công với mẹ, mà con muốn nói với mẹ rằng là không ai trong cuộc đời này được. Khi mà dù họ nói với mẹ như thế, nhưng khi mẹ ốm đau bệnh tật ấy, người ta có cho mẹ tiền mua thuốc không? Người ta có cứu lấy mẹ không? Người ta có giúp mẹ không? Hoàn toàn rõ ràng là không. Vậy thì tại sao mẹ phải nghe theo những lời của người đó? Lời duy nhất mà mẹ có thể nghe nhá, đó là con. Còn nếu con nói những điều đó nó không phù hợp, là không làm cho tâm trí mẹ thoải mái, thì mẹ cũng có thể là không cần nghe luôn. Nhưng ở đây rõ ràng là trong cuộc đời này chỉ có con giúp mẹ hết bệnh. Con có thể ra tất cả mọi thứ để cứu mẹ, thì không có lý do gì mẹ phải nghe theo những lời người khác. Mẹ phải sống cuộc đời của chính mẹ. Cuộc đời là của mẹ thôi, và mình chỉ sống một lần, và mình phải sống cho chính bản thân mình, chứ không phải vì lời nói của những người khác. Nếu từ trước giờ mà con nghe theo lời của những người khác, thì con đã không có được ngày hôm nay. Bởi vì cuộc sống này là của con, cuộc
đời này là của con nên phải sống với chính cuộc đời của chính mình. Và con biết rằng là khi con chết đi hay là khi con ốm đau, con bệnh tật hay khi con thất bại, không ai trong cuộc đời này họ có thể giúp con ngoài chính bản thân con và mẹ của con. Nên đối với cuộc đời của con, kể cả trước đây mẹ không thích con để đầu trọc, nhưng con có thể đầu trọc bởi vì đó là điều con thích, đó là điều con muốn, và cuộc đời này là của chính con nên con phải sống trọn vẹn với chính bản thân mình, trọn vẹn với cảm xúc của mình. Và thành công hay thất bại, tất cả mọi cái cũng là chỉ có con giúp được con mà thôi, chứ không ai trong cuộc sống này ngoài chính bản thân con. Nên đối với con, với những người đã từng làm việc với con, đồng hành cùng với con, thì con sẽ luôn đồng hành với bạn. Nhưng con sẽ không bao giờ để những lời nhận xét hay là những lời nói của người khác làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Bởi vì cuộc sống của họ là của họ, cái quan điểm của họ chưa chắc đã đúng với con. Người ta nói rằng đầu trọc là đầu trộm vui cướp, người học vẽ rất lịch sự, rất đàng hoàng, nhưng những hành động và những cái việc làm của họ không tốt thì bản chất vẫn là không tốt. Nhưng một người đầu trọc mặc áo phun mà mình làm những việc đàng hoàng, mình luôn sống với lương tâm của mình làm những điều tốt thì nó vẫn là tốt, chứ không phải đầu trọc mặc áo phun có nghĩa là mình trước. Và nếu như bây giờ xã hội có khoảng 100 người ta đầu trọc mặc áo phun và họ đều là những người thành công, đều là những người mang lại rất nhiều giá trị cho xã hội, thế thì đó là mọi người đang sống với khuôn mẫu. Vậy thì trong cái khuôn mẫu của họ, đầu trọc có nghĩa là không tốt thì đó là điểm của họ. Nhưng đối với con, biết sao những gì con làm con cảm thấy tốt cho cuộc sống này, con cảm thấy tốt cho bản thân mình, con cảm thấy tốt cho gia đình của mình, cho xã hội, cho những người xung quanh và không làm ảnh hưởng tới ai, thì con cứ làm, chứ con không quan tâm tới những điều khác. Nên đối với mẹ, những điều mà mẹ đang làm cho mẹ cảm thấy vui, mẹ cảm thấy thoải mái, mẹ cảm thấy hạnh phúc, thì điều đó hãy sống với điều đó. Còn việc người ta nói như thế nào, đó là việc của họ. Tại sao mình phải nghe những điều đó? Và đây là một cái câu chuyện mà Linh muốn chia sẻ với chúng ta, đó là Linh đã nói với mẹ của Linh, và sau đó mẹ của Linh bắt đầu sống trọn vẹn với chính con người mình. Và mỗi ngày mẹ của Linh đi tập thể dục, rồi đi du lịch, rồi check in để chụp hình, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Và cái điều đó là giúp cho mẹ mình có cuộc sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, và bây giờ trẻ hơn và đẹp hơn. Và cuộc đời này là của chúng ta, chúng ta sống chỉ có một lần thôi, tại sao chúng ta phải nghe những điều khác? Tại sao chúng ta phải sống vì cái suy nghĩ của người khác? Chắc gì những lời nói và suy nghĩ của người khác đã đúng. Và quan trọng, nếu bạn làm những điều mà không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình, không cảm thấy nó ảnh hưởng tới những người xung quanh, không ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác, không ảnh hưởng tới xã hội, thì không có lý do gì mà chúng ta phải sợ, không có lý do gì mà chúng ta phải vì những lời của người khác mà chúng ta thay đổi. Quan trọng đó là bạn muốn gì, bạn cần cái gì và cái góc nhìn của bạn ra sao. Và nếu điều đó là những điều nó hợp tình hợp lý và chúng ta không ảnh hưởng tới pháp luật thì chúng ta hãy làm điều đó, và đừng bao giờ quan tâm tới những lời của những nhận xét của người khác. Và cuộc sống này là của chính mình, và chúng ta hãy sống với chính mình, và hãy tôn trọng lấy cái cảm xúc của chúng ta, và hãy sống trọn vẹn với điều đó. Thì đó là cái cách mà Linh luôn tập trung, đó là gì? Đó là không quan tâm tới những lời người khác, bởi vì mình luôn tôn trọng cái cảm xúc của mình. Miễn những điều đó đúng, điều đó không có gây ảnh hưởng tới ai thì mình cứ thế là làm. Bởi vì mỗi người có một cái giá trị quan, mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau. Linh lấy ví dụ nha anh chị. Ví dụ như đây là một cái gì? Nếu chúng ta nói đây là một chiếc điện thoại thì nó là chiếc điện thoại. Nếu chúng ta nói đây là chiếc phone thì có nghĩa là tiếng Anh thì nó là phone. Nhưng nếu mà chúng ta nói tiếng Việt đó là điện thoại, đúng không? Thì cũng là một cái việc này thôi. Nhưng mỗi người chúng ta, mỗi ở một đất nước khác nhau, một cái ngôn ngữ khác nhau, chúng ta có một lời nói khác nhau. Nên chúng ta cần phải sống với chính cuộc đời của mình. Và khi chúng ta sống với chính cuộc đời của mình, chúng ta sẽ tạo nên một cái sự khác biệt. Và khi chúng ta tạo nên sự khác biệt, chúng ta sẽ tạo nên sự thành công cho chúng ta. Nên hãy cảm xúc của mình và sống cuộc đời của chính mình. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta.